Tối ngày 9 tháng 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương đã lập biên bản xử lý hàng chục thanh thiếu niên tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe gây rối trật tự trên đường Mỹ Phước, Tân Vạn. Theo đó, khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, hàng chục đối tượng điều khiển xe máy đã qua thay đổi thiết kế, độ vô, dàn hàng ngang trên đường Mỹ Phước, Tân Vạn, đoạn qua thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để đua xe bốc đầu. Khi các đối tượng đến đoạn qua phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, đã bị lực lượng cảnh sát giao thông trấn áp, bắt giữ được nhiều phương tiện. Đáng chú ý là các đối tượng này phần lớn chưa đủ 18 tuổi, vi phạm các lỗi như không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe, xe thay đổi thiết kế, tham gia đua xe. Hiện công an đang tạm giữ các đối tượng, phương tiện để tiếp tục lấy lời khai xử lý.